Xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bức tranh sứ Giang Nam Tú Sắc. Đây là bức tranh sứ rất đẹp và độc đáo, mang đến cho không gian nhà bạn sự sang trọng và tinh tế. Tranh sứ Giang Nam Tú Sắc là một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt của Trung Quốc, được sáng tác vào thế kỷ 12 trong thời đại của triều đại Nam Tống, tên gọi sứ Giang Nam Tú Sắc. Tác phẩm này là một bức tranh lớn, thường được chia thành một loạt các phần nhỏ, mô tả một cảnh vật hùng vĩ của miền Nam Trung Quốc, nơi mà dòng sông Giang chảy qua. Tranh biểu hiện sự hoang sơ, nên thơ và mạnh mẽ của thiên nhiên, đồng thời cũng thể hiện cuộc sống hàng ngày của người dân miền Nam Trung Quốc trong thời kỳ đó. Mời các bạn xem clip thực tế của sản phẩm. Ngoài việc là một tác phẩm nghệ thuật, tranh sứ Giang Nam Tú Sắc cũng thường được xem như một biểu tượng của sự phát triển văn hóa và nghệ thuật của Trung Quốc trong thời kỳ đó. Cảnh vật trong tranh sứ Giang Nam Tú Sắc thường bao gồm những ngọn núi cao, dòng sông uốn lượn, các thôn làng, cánh đồng màu xanh mướt và các tàu thuyền đang lướt trên sông. Bức tranh thường sử dụng màu sắc rực rỡ và phong cảnh tự nhiên để tạo nên một cảm giác tươi mới và sống động. Tranh sứ này không chỉ là điểm nhấn trang trí tuyệt vời cho bất kỳ không gian nào, mà còn là những món quà ý nghĩa để tặng cho người thân yêu trong các dịp đặc biệt. Sự kết hợp giữa nghệ thuật vẽ và sứ trong tranh sứ Giang Nam Tú Sắc không chỉ thể hiện sự tinh tế và uy nghi của văn hóa Trung Quốc, mà còn là biểu tượng của sự tinh tế và đẳng cấp trong nghệ thuật trang trí. Nếu các bạn muốn biết thêm thông tin gì về sản phẩm này, đừng ngần ngại thả một comment dưới đây, hoặc các bạn có thể gọi ngay số hotline 098 3302 098 để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ các bạn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.